Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên mục tin tức mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ nhận được những thông tin hữu ích nhất. Và không làm mất thời gian của quý vị nữa, hãy cùng chúng tôi đến với phần tin tức chính ngay sau đây. Danh tính của tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã được tiết lộ. Huỳnh Ngọc Thiên Hương là nhân vật có vẻ như biết rất tường tận về bà Phương Hằng, đặc biệt là hình ảnh của bà Hằng trong quá khứ. Vậy người này thực sự là ai? Đến hiện tại, người phụ nữ này rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào với bà Phương Hằng vẫn còn là dấu hỏi. Tài khoản này liên tục có những hành động tấn công, chỉ trích vợ chồng ông Dũng lò vôi. Mới đây, trên trang cá nhân Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã livestream để đáp trả bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, nhân vật này cũng không hề để lộ mặt khiến nhiều người thắc mắc. Huỳnh Ngọc Thiên Hương liên tục chỉ trích những gì bà Hằng đang có là do ăn cướp, tiết lộ quá khứ bà trà đạp cha mẹ, lừa đảo, lập công ty ảo để lừa đảo. Cũng trong livestream này, Huỳnh Ngọc Thiên Hương công bố rằng mình chính là vợ bé của ông Dũng lò vôi, thậm chí còn tuyên bố rằng sắp giành vị trí bà chủ Đại Nam. Cuối livestream, tài khoản này còn gửi lời nhắn nhủ tới bà Hằng về những ồn ào với giới nghệ sĩ thời gian qua. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên mục tin tức mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ nhận được những thông tin hữu ích nhất. Và không làm mất thời gian của quý vị nữa, hãy cùng chúng tôi đến với phần tin tức chính ngay sau đây. Kênh Việt Tin Đóng xin kính chào các bạn.